Dạ chào cô chú anh chị và các bạn ha. Đây là cô Loan. Cô có đem cây dù vô cho cậu Năm cả nhà. Trời ơi, từ Củ Chi hả cô? Cô đi từ Củ Chi mà. À, cô đem chạy bắt đầu bên trên dưới và cô phải thổi bên đây cô. Trời ơi. Ủa một cô xách được không? Đây cô. Nó cũng nhẹ hả cô? Không dám nhẹ đâu con. Dạ, nó bị nặng. Cười làm sao mình nó có cái đế không? Có cái chân không? Đây nè, cái chân nè. Cái chân này. À cái chân bà càng á hả? Ừ, cái chân bốn càng. Bốn càng mình banh ra phải không? Ừ. Thấy con đứng đi tội nghiệp quá, thấy khổ quá. Thấy khổ quá. Nè con này. Cầm cái này ha. Ừ. Cô đem cây dù lên nè cô chú anh chị. Đó. Rồi vậy thôi đó là mình gáp mình bung lên thôi phải không? Ừ. Đi vô làm luôn. Đi. Rồi quá quý luôn cả nhà ơi, cô giờ hoa viên không cho căng cái kia thì mình giờ mình căng cái này. Mình căng cái này. Ồ, vui nào cũng tàn thôi nhưng mà tàn kiểu này hay tội nghiệp cho khán giả quá, tội nghiệp cho cậu nữa. Rồi bây giờ mình bung lên đi, rồi tới đâu hay tới đó ha, tính sao ha. Đó, cô cây dù mới luôn rồi cô. Ừ, mới tin luôn. Qua. Dạ. Thấy tụi con trời mưa rồi. Đó. Đó, có cây dù. Quá đã nha, nhà cây dù này dù to nha. Dạ. Dạ. Yeah. Cô thấy là để chỗ nào hợp lý không? Bên góc này ha. Ừ. Anh. Con banh đây nè. Để. Con dặn cái này nè. Anh gì? Anh Cảnh làm anh Cảnh. Đó, cả nhà thấy là cây dù đó. Vậy là có cái dù bự này là hợp lý rồi đó. Là mát luôn á. Cả nhà thấy wow. Cô mới vừa đem cây dù vô có bướm bay tới kìa. Cứng hả? Cứng. Anh mạnh tay anh dặn thử. Bị xét hay dặn vô dặn ra dặn ngược hả? Quá cô còn làm được con thử rồi nữa sao dám chết đi con. Bây giờ là nói chung là hoa viên không cho làm này thì mình làm đi cho bỏ rồi dặn cứng lại dặn cứng lại còn, rồi, dặn đi. Ủa chứ không phải dặn nhọn hả, cái này để bằng gì hả? Ừ cả đó đó vậy dặn cứng đi. Rồi cái này thì nó đây cả nhà, dù bự cao quá không ta, hạ thấp xuống cũng được, cái này trời mưa chắc phải mới giữ tí xuống mưa phải giữ, mưa phải giữ chứ không gió nó bay. Cho mấy cái bông này ra đi, cho nằm ở giữa mẻ đi. Dạ hiểu không? Dạ cỡ này được ha cô, cỡ này hợp lý ha cô. Có cái những cái dây này cái vải này vải lại dày nó không có thấm nước á. Thấm nước hả cô? Ừ. Rồi bây giờ mình để ngay chính giữa hả? Bây giờ mình chọc vô đi. Vậy phải dọn mấy cái đèn rồi, coi. Mấy đèn cày. Mấy cái chân gì đó không được. Đèn cày mình dọn ra. Ừ, còn chút mình bỏ lại đèn cày vô. Dạ, dọn phan để dọn đèn cày ra. Dọn vừa cái lỗ của cái cây đem ra thôi con. Không dọn. Chính giữa thôi, mình dọn vô thôi. Dạ, chọc cái lỗ vô là được. Ừ. Dọc vừa đúng cái lỗ rồi nó cả này thôi. Con để xéo mình chăm giác vô đi. Ok liền. Đậu mét rồi đốt ngang cũng không có bị ướt thôi. Rồi, để vô thử anh Cảnh. Là đốt ngang cho đừng bị ướt. Chết màu không được rồi cô ơi, nó dướng cái bàn thờ rồi. Không. Đúng, anh nói đúng. Anh nói hay. Cho các bạn xuất trang chút. Đúng rồi đó, anh nói đúng. Đã làm rồi làm cho có nơi luôn đi. Kéo các bạn lên chút xíu đi. Từ từ chú ơi. Ai con, đừng cầm cái vô kéo phụ. Khoan anh ơi, để đều ngồi ngã đèn hết. Khoan, nhưng mà nó ngã đèn. Từ từ. Kéo chút xíu các bạn ra là được à. Bởi vì mỗi người tí, mỗi người đứng tí. Nắm ở đây nha. Rồi ra đi. Đúng. Cái chân này bị ra nè, Tài ơi. Qua ra ngoài này, không có thế. Cái chân có thế rồi. Qua bên đây nè. Qua chỗ con lo nè. Cái chân đổ ngã nha, từ từ. Cái chân nó kéo cái cầu bông nha. Kéo cái chân nè. Sẽ trang tí nữa, em sẽ kéo cái chân.
không không câu gì được, nói ra chiếu là được rồi đó. Kéo kéo anh cảnh. Đè bông, ngồi không nhìn hết chứ. Rồi được. Được rồi, được rồi. Tài đưa vô đây, vô chân luôn. Không sao đâu, mình dọn lại. Không sao. Cái gì hết á. Quan trọng là mình dọn lại. Quá đẹp không? Rồi. Con thọc xuống cho cái dù nó xuống một chút nữa cho nó mát. Ừ. Đúng rồi, đốt về nha, bèn nó ướt. Rồi, đó, được rồi. Cái này được chưa con? Mà cái này phải kiếm đá gì dằn cái đế lại chứ gió. Kiếm mấy cục đá đè lên. Mà kiếm đá gì dằn cái đế mới được. Chứ để gió mạnh là nó bay. Gió mạnh nó bay chắc rồi. Không biết cái này. Không biết cái này hồi duyên nó thấy thì sẽ sao đây. Không sao đó. Giúp con nói cho. Dạ. Cuộc vui nào cũng tàn thôi. Mà anh cho tàn sớm quá. Cũng cho tàn sớm. Hả? Mình che cái chỗ ba đốt luôn, đốt ngang. Mình cố tình mình che chỗ đốt ngang thôi. Thấy được rồi đó. Ông này nó ghép YouTube nè. Ông mới chơi nè. Về có người về không dưỡng mà nó. Các bạn nó xéo không ta? Cô thấy xéo không? Cô ra cô nhìn cái bàn thờ hơi xéo không? Bên đây hơi ga không? Là tí xíu. Không, ý là đi vô lại ha. Anh cảnh phụ em đó. Đi vô xíu anh cảnh. Nữa, miếng nữa đi. Được chưa? Rồi. Cả đó ngay à. Đó cả nhà, cô Loan đem cây dù. Cây dù mới rồi. Thấy vậy, cột cái này vô cái này là không bao giờ bị giờ phải kiếm dây thôi. Tao đem dây luôn rồi. Có dây luôn hả? Con cây à. Cây dù ha, cô Loan. Đem cây dù lên nhìn cũng khá là đẹp, khá hợp lý ha cả nhà. Cô Loan có đem dây thôi cả nhà. Đem dây đặng buộc cái chân vô á. Mát à. Ô miệng mát luôn. Vô đây đứng được ta lại. Tội lỗi xưa cũng như tam bảo trong trường cũng là thu phước chẳng chưa mong chi. Cô Loan à. Cô Loan đem vô. Cột sao cô? Cột gốc hả? Cột ở giữa này. Không, sư phụ cột. Để sư phụ. Cột chân luôn hả? Cột chân vô bên đây. Cột cái dây nè, gió không có mai con. Cột cái chân mình đó anh. Nó cả nhà cô. Đây anh dây này nè anh. Mát ha. À chị cũng chạy vô trong có bình bông đó chị. Có bình ở trong. Chị kiếm bình bông cho. Thấy cái dù này cũng hợp lý nè. Hợp lý to. Nó vừa lắm, nó vừa luôn, con không có cao lắm. Dạ. Cô đây cho cô che cái hương hương. Dạ. Chủ yếu là các bạn đừng cho có một khán giả cái anh đó đó nói đó. Mình nghe mình cũng đau lòng chứ đốt nhang lỡ ông trời mưa hết rồi tắt sao đây. Tắt không? Tắt đi. Nó nhang là cái hương hồn của cậu ở đây nè. Dạ, dạ. Chứ còn cái mã. Lấy dù này hương không thấm, không thấm. Hương lại thấm, còn lại thấm nó rẻ lắm. Dạ. Cái chị che nắng thôi này, mình che mưa luôn. Dạ. Quá quý cả nhà ơi. Cái này nè, cái sậu này nè. Đó. Lấy chi cái lúc người ta đốt ngang á, mặt của người ta. Cột là hay con. Ừ. Cái bây xòe ra, có đốt ngang nhưng qua con Ngọc Quyền có đốt ngang đâu, thấy mặt có đâu. Vậy mình lấy cái này nè. Ừ. Cộng dây này mình cột.
tột lại. Qua cô Ngọc Quyền dễ thương quá ha. Dạ. Nghe lời cô cột cái này nè, khi khi người ta đốt ngang ta thấy cái mặt. Còn ngày qua có mấy cái này chìa ra cái kia, cứng lắc ha. Ôi trời ơi, cưng ơi nè. Cứng rồi. Dây mới đã nè. Cần cột thêm nữa không? Không. Còn cộng về luôn không cần. Hay là lấy cộng dây dài cột đi, cột cộng này không đủ. Cộng dây dài cột đây được không? Xé ra được không cô? Dày lắm, thứ xịn luôn mẹ. Hay là xé ra được không? Không, để kiếm đi. Đây nè, con có cộng dây nè. Cột đại đi. Rồi tôi hy sinh cái khẩu trang thôi. Quá hợp lý. Đó cả nhà, đẹp ha. Cái đây nè, cột lại cho nó đứng lên, cho nó không có bung ra. Để mọi người thấy gọn gàng hơn. Ý tưởng hay quá của cô Loan. À, ý tưởng quá hay. Chị Hồng Ngọc nha. Cho chị Hồng Ngọc. Ủa sao cho số Zalo không nói chuyện vậy? thấy qua mình chơi dù cực khổ quá chị Hồng Ngọc. Thấy mua dù đứng sớm sớm thấy tội quá thôi. Ủa gì con? À. Con thu tiếng. Cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Nghe thấy của cô Loan. Rồi sao cảm ơn chị Hồng Ngọc là cái gì? À Hồng Ngọc cứ khen cô hoài mà. À vậy là chị Hồng Ngọc cứ khen cô nên cô cảm ơn luôn. Vậy là cái dù này là của cô Loan nha, cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Nói chung là nó mát rồi đó cô. Mát rồi. Nãy lên thấy nắng quá chịu không nổi, bây giờ nắng hướng nào cũng mát hết. Dạ, nó mát. Nay em cũng xin anh Hoa Duyên cho em để cây dù nha. Bữa hôm em có lên cái clip em xin anh để cái chòi lại mà anh không để. Thì thôi giờ em nói anh cuộc vui nào cũng tàn hết. Mà anh tàn nhanh quá tụi em buồn quá. Thiệt, làm với Hoa Duyên làm y như là tát nguyên ca nước lạnh vô mặt thiên hạ vậy đó. Khán giả người ta đang hâm mộ ha, mà anh làm như anh tát nguyên ca nước lạnh vô mặt bao nhiêu người á. Tôi nói thiệt luôn á. Còn cái thằng Hiếu Nghĩa đó nha mày, Hiếu Nguyễn nha mày. Mày chửi tụi tao là cái lũ cần cờn hả? Hôm nay sẵn tao nói luôn. Không có cái lũ cần cờn này đó ha. Hoa Duyên này nổi tiếng không? Không có cái lũ cần cờn này á. Sao biết cái sức hâm mộ của cậu lên được như vậy? Hả? Dạ. Làm tao bất xúc lắm, hôm nay tao mới lên lại đó. Tao tưởng nghĩ cái trời tháo ra rồi là tao không lên nữa. Nhưng mà tao quá bức xúc luôn. Dạ. Cái lũ cần cờn. Hiếu Nghĩa là ai cô? Cái thằng nó đăng ở bên clip của Lê Hoàng TV giờ gì đó. Ừ. Trời. Cô không cô coi không sót một cái comment nào đâu. Ừ. Nha. Mày chửi người ta lũ cần cờn, mày chửi cũng có người. Mày đừng có vô đũa cả nắm. Biết đâu không? Ủa vậy tao với anh Thanh Long lên đây nè. Rồi thằng Ngọc lên đây nè, bao nhiêu người lên đây phụ cần cờn. Ê có người muốn làm cần cờn làm không được đó nha mày. Yeah. Muốn làm cần cờn làm không được á. Cần cờn nó cũng biến nó cũng bị thịt thối, thịt nào thơm thịt nào thối nó mới bù. Đừng có nói cần cờn. Cô bất bất nóng rồi, bất dạng bất dạng. Nhìn người ta không bằng nửa con mắt, lên đây nhìn người ta không bằng nửa con mắt. Dạ. Yeah. Ủa nhà báo hay là YouTuber gì cũng là người hết, mình đừng kêu ta bằng lũ cần cờn. Đó, anh Ngọc người ta kêu mình lũ lại mình chịu không? Hả? Đừng nói tao giữ hùng mang trợn mắt lên nha. Tại vì tao cũng trong cái lũ cần cờn này nè. Cậu. Ngày nào tao cũng lên lũ cần cờn, người ta chơi với cái lũ cần cờn này nè.
cô bất dặn, cô bất dặn. Tại sao anh lên kênh kênh thì nó cũng có người đúng không? À, Ngọc. Không có, mỗi lần ta nói này, tôi hiểu Ngọc. Ra ta nói là sao? Cậy, cậy, ấy là. Không có cái lũ kênh kênh này sao bên nổi con Hồng Long? Ừ. Không có cái lũ kênh kênh này sao giặt nổi con mẹ sao bào? Mấy lâu nay không bao giờ tao nói tới chuyện đó đâu, nhưng mà em cái lũ kền kền ra tao mới nói. Không có cái lũ kền kền này sao giặt được con mẹ sáu bào với con phượng rồi. Không có lũ kền kền này sao vinh nổi con Hồng Long đây. Mở miệng ra ăn nói, tao nói ăn bậy thì ỉa bậy nha. Bộ mới nói bậy là cái mỏ máu không á. Thôi xong, chào khán giả. Cô xin quá cả nhà. À, ý là có một cái nick nào tên là Hiếu Nguyễn bảo là YouTube mình là kền kền đó, thì cô bức xúc, cô nói giùm tiếng nói của anh em đó. Còn cái dù này là của cô luôn nè đó, vậy đó hết. Cô mới tới luôn hả? Cô mới tới vậy là hết đúng không? Hết. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nha, đều thương tài cho tài đăng ký kênh, một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi cô Lon này cũng vì thương anh em, cũng như là có những cái bức xúc thì mong là cô chú anh chị thông cảm ha. Nhiều khi bức xúc á, nói những cái lời to tiếng, nhưng thật chất cô thì cũng dễ thương và cô cũng quý mến mọi người lắm cả nhà. Cảm ơn cả nhà, yêu thương em. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.